Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 120. Tuy là con kiến thì cũng có quyền nhìn lên bầu trời, dù bản thân là sao băng thì sao, chỉ cần tỏa sáng rực rỡ thì cũng chớp mắt vĩnh hằng. Kiếm khách chúng ta, nào để ý sống chết, ngại gì một trận chiến. Sau ngày hôm nay, tiếng tăm của công tử Táng Hoa chắc chắn sẽ chấn động cả một khu vực Thương Long. Tin đồn liên quan đến hắn không chỉ là ngông cuồng và bá đạo, mà Lâm Nhất còn dùng thực lực của mình dẫm lên người Khổng Huyên, nổi tiếng khắp bốn phương. Cả giới vực huyết cốt đều thành bàn đạp của hắn. Đợi đến ngày Thương Long cấm giới mở ra, Lâm Nhất tuyệt đối không chỉ là một trong những người đứng xem, bất cứ kẻ nào muốn nhằm vào hắn cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ trước. Nửa ngày sau, khi màn đêm đến, trong một dãy núi non, Lâm Nhất chậm rãi dừng chân lại. Trong mắt ngựa huyết long trên vai hắn cũng lộ ra vẻ kỳ lạ, một đôi con ngươi không đảo qua đảo lại. Người bạn này, người đi theo từ thành Viêm Vân đến giờ, trời cũng sắp tối rồi, còn không xuất hiện sao? Lâm Nhất nhìn phía trước, nhàn nhạt nói. Hi hi, công tử Táng Hoa, quả nhiên có chút tên tuổi, có điều, muốn ta xuất hiện, người chắc không vậy. Đàn ông thấy ta một là mất hồn, hai là mất mạng. Nhóc con, người cảm thấy mình sẽ mất cái gì? Một tiếng cười khẽ của nữ giới chợt quanh quẩn trên ngọn núi hoang. Trong giọng nói ẩn chứa một mùi vị kỳ lạ, dường như có đôi chút thủ đoạn quyến rũ lòng người khiến người ta thả lỏng, không kiềm được gỡ xuống sự đề phòng. Đúng là có người thật. Trong lòng Lâm Nhất chĩu nặng, hắn chỉ có đôi chút phát hiện chứ không dám chắc. Ai ngờ vừa thử đã có người đi theo mình cả quãng đường thật. Người của giới vực huyết cốt. Không giống, thực lực của người này rõ ràng mạnh hơn Khổng Huyên rất nhiều. Nếu nàng ta bằng lòng ra tay thì giữa lúc mình và Khổng Huyên đánh nhau đã có vô số cơ hội rồi. Thế là... Nhật Diệu Chi Linh. Lâm Nhất nhanh chóng suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra điểm mấu chốt của vấn đề. Nhật Diệu Chi Linh. Lâm Nhất nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến Nhật Diệu Chi Linh trên người mình là thu hút được đối phương. Có thể im lặng đi theo mình một thời gian dài như vậy mới bị kiếm ý của mình cảm nhận được thì thực lực của người phụ nữ kia ít nhất cũng phải nằm trong top 30 trên bảng Thương Long. Thậm chí là top 15, bỏ xa Khổng Huyên xếp thứ 47 trên bảng mấy con phố. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Nếu đối phương muốn Nhật Diệu Chi Linh thật thì cho nàng ta cũng không phải không được. Vật đó được hắn kiểm tra một lúc lâu vẫn không có manh mối nào với phong ấn kia. Muốn dùng cảnh giới hiện nay để phá giải sự huyền bí bên trong nó thì vẫn khá khó khăn. Chẳng mấy chốc, Lâm Nhất đã nghĩ xong cách giải quyết. Tuy hắn ngông cuồng, nhưng cũng không ngu và chưa bao giờ là một người dè dà. Song nếu muốn lấy mạng mình, vậy Lâm Nhất cũng không còn cách nào. Chỉ có thể lộ ra roi tử diễm lôi hoàng. Đương nhiên, nếu đối phương lộ ra sơ hở thì lại khác. Nhóc con, nghĩ kỹ chưa? Có muốn gặp tỷ tỷ đây không? Giọng nói làm người ta cả người tê dại, xương cốt mềm nhũn lại vang lên. Thanh âm thần bí kia tràn ngập mùi vị khiêu gợi. Đây là lần đầu Lâm Nhất gặp phải giọng nói có thể khiến người ta mê mẩn như thế. Cô xuất hiện đi. Lâm Nhất bình tĩnh nhìn phía trước nói. Ta ở đằng sau ngươi nè. Tiếng cười của cô gái truyền đến, Lâm Nhất thầm giật mình, vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy dưới ánh chiều tà và ánh sáng màu tím mờ ảo có một cô gái đi ra. Đương nhiên, khi nàng ta hoàn toàn xuất hiện, ánh tím kia cũng khép lại, trông như bước ra từ trong hư không. Đây là một cô gái mặc váy tím, làn váy xẻ đến bên hông lộ ra cái đùi thon dài trắng nõn. Trong lúc đi lại, yểu điệu ma mị, bên trên cổ áo lại cực thấp, lộ ra một mảnh trắng bóc, khe rãnh sâu hóm. Đôi con người như nước hồ mùa thu, quyến rũ động lòng người. Trên mặt đeo khăn che mặt màu tím, phảng phất có thể thấy được đường cong đằng sau. Tuy là đeo khăn che mặt, nhưng cặp mắt trong veo kia lại như yêu nữ trên cây đào, gần như chỉ chớp mắt một cái đã có thể hấp hồn hết mọi đàn ông trên đời. Trái tim Lâm Nhất không khỏi đập nhanh vài cái, hắn đã gặp rất nhiều cô gái nhưng chỉ bàn về sự quyến rũ đàn ông thì e rằng ngoài Nghiên sư tỷ ra, không còn ai có thể bằng với người trước mặt. Có điều sư tỷ cũng sẽ không ăn mặc hở hang như vậy.
tỷ tỷ không có lừa người đúng không? Người thấy tỷ tỷ một là mất hồn hoặc là đã mất mạng. Cô gái váy tím cười yêu kiều, giọng nói quả thật ngọt đến tận xương. Nhưng Lâm Nhất lại không dám hưởng thụ dù chỉ một chút. Ngoài vẻ lẳng lơ đến cùng cực ra thì người phụ nữ kia hiển nhiên là thiên phách tứ trọng thiên. Hắn như gặp đại địch, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Nhất cười mỉa, thật sự không dám dối gạt cô, nhưng ta vừa không muốn mất hồn, cũng không muốn mất mạng. Nếu người đến để lấy nhật diệu chi linh thì có thể ra giá, chưa biết chừng ta sẽ bán cho cô. Nhật diệu chi linh. Cô gái váy tím sửng sốt rồi cười nói, hóa ra, nhật diệu chi linh trong khu vực Thương Long bị tên nhóc nhà ngươi lấy được, đúng là khó tin. Có điều, tỷ cũng không phải đến để lấy nó. Thứ đó không ai có thể phá giải được hết, tinh diệu chi linh tỷ cũng không mấy hứng thú. Nếu nói hứng thú thì có lẽ là thanh kiếm kia của ngươi hay võ học do ngươi thi triển lại khiến ta đây thích hơn đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không phải người trong khu vực Thương Long. Lâm Nhất thầm giật mình, hiển nhiên không đoán được nàng ta thế mà không phải yêu nghiệt trong khu vực Thương Long. Con đường thông thiên có bốn khu vực lớn là Thương Long, Chu Tước, Huyền Vũ và Bạch Hổ. Người phụ nữ kia đến từ đâu, sao lại tự dưng đến tìm mình? Nhưng nếu muốn cướp táng hóa hay nhật diệu thần quyền của ta thì xin lỗi nhé, đây là ranh giới của Lâm Nhất, không có bàn bạc gì hết. Hi hi. Coi người căng thẳng kìa, ta chỉ nói có chút hứng thú thôi, chứ có nói thật sự hứng thú đâu. Cô gái váy tím nhìn mặt đoán ý, liếc Lâm Nhất một cái, tươi cười hấp hồn, nhả khí như Lan nói, tỷ tỷ chỉ có hứng thú với ngươi. Ngươi có quan hệ gì với Nguyệt Phi Phi kia vậy? Tiểu yêu tinh kia đã gây chuyện lớn ở khu vực khác rồi. Gây rắc rối lớn vậy còn muốn đến thành Viêm Vân nhìn ngươi một cái thì đúng là quan tâm ngươi thật đó. Xoẹt. Sắc mặt Lâm Nhất cuối cùng cũng thay đổi, khẽ hỏi, rắc rối gì vậy? Còn lớn hơn cả rắc rối mà ta chọc phải à? Rắc rối của ngươi, giới vực huyết cốt mà thôi, chậc. Dưới lớp khăn che mặt, khóe miệng cô gái lộ ra một nụ cười có hơi khinh bỉ và ngông cuồng. Có điều, nàng ta vẫn chưa giải thích gì nhiều, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, sắc mặt thay đổi nhiều như vậy thì xem ra quan hệ giữa tên nhóc này và Nguyệt Vi Vi cũng khá thân thiết đây. Đám ngu kia chỉ biết đuổi theo Nguyệt Phi Phi, đợi đến khi tỉnh táo lại thì chắc cũng muộn rồi. Nhóc con, người vẫn là ngoan ngoãn đi một chuyến với tỷ tỷ đi. Cô gái váy tím cong môi cười, trên tay chợt xuất hiện một thanh trường thương hừng hực ngọn lửa màu tím. Đó rõ ràng là một thanh đạo binh thượng phẩm hàng thật giá thật. Nàng ta cười khẽ, trường thương bỗng đâm tới trước mặt Lâm Nhất. Nhưng ngay khi thanh trường thương kia sắp đâm xuống, một con rồng lôi hỏa màu tím dài cả mấy trăm trượng chợt xông ra. Trên đầu nó đã mọc ra sừng rồng, cơ thể bao trùm lớp vẻ màu tím, cả người lôi hỏa đan xen lóe lên ánh sáng chói mắt. Khí tức cuồng bạo như đến từ thời thượng cổ, dùng một khí thế vô cùng hung hăng nhào tới. Há miệng không ngừng giống lên, mắt thấy sắp cuốn lấy đối phương rồi trực tiếp xiết đứt cổ. Nhưng cô gái váy tím kia cũng có chút không tầm thường. Ánh mắt lập lòe phát ra vẻ sắc bén khiếp người. Trường thương tử diễm thoáng chốc thay đổi hướng đi, trực tiếp đâm lên đầu con rồng kia. Keng! Cú va chạm động trời ấy đã nổ ra ánh sáng chói mắt dưới ánh chiều tà. Lôi hỏa lập lòe, dòng điện chớp nhoáng, tử diễm quay cuồng như rồng. Trong khoảnh khắc ấy, hai người đã so đấu được vài chiêu, cuối cùng cổ tay Lâm Nhất khẽ run lên. Roi tử diễm lô hoàng chợt phát ra một luồng dao động kịch liệt. Con rồng dài cả mấy trăm trượng giống như sống lại, khiến cả không gian quay cuồng như bão tố kéo đến. Ong! Cô gái váy tím trực tiếp bị đánh lùi lại, vừa rơi xuống đất đã bắn lên một đống bụi mù. Tiểu Hồng! Trong giây phút sống còn ấy, Lâm Nhất chợt hét lên một tiếng. Sau khi hét xong, hắn lập tức ném roi tử diễm lôi hoàng ra ngoài. Ngựa huyết long hình mèo linh hoạt bắt roi tử diễm lôi hoàng, nó đã chờ đợi từ lâu. Roi tử diễm lôi hoàng không còn khả năng điều khiển bởi Lâm Nhất lại phát huy sức mạnh của nó, thậm chí còn bộc phát huy lực mạnh hơn khi ở trong tay Lâm Nhất. Rắc rắc rắc. Con long mãng trên trời dài ra đến nghìn trượng, loáng thoáng có tiếng xương gãy vang lên, nó lập tức tiến hóa thành một con dao long tam chảo. Trong nháy mắt,
Long uy đáng sợ lập tức được phóng thích, uy áp mạnh mẽ khóa chặt nữ tử áo tím trong phút chốc. Thanh tiêu tại thụ, tử diên hoa khai. Dưới gầm trời này, một kiếm chạm xuống. Trong mắt Lâm Nhất chợt có tia sáng lóe qua, hắn dứt khoát rút kiếm táng hoa, kiếm khí như hồ, lá rụng thành sen, nước chảy hoa bung nở, một thoáng hóa vĩnh hằng. Răng rác. Kiếm quang không gì sánh nổi bừng lên, nữ tử áo tím bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Bùm. Cùng lúc đó, roi tử diễm lôi hoàng cũng quất mạnh xuống. Ầm ầm. Vào khoảnh khắc ngắn ngủi này, đất trời rung chuyển, tiếng nổ vang dội, cả không gian này đều như không ổn định, dưới đất cát bụi tung bay, vô số đá vụn bay đầy trời, khung cảnh hệt như tận thế. Mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhanh đến mức khiến người ta hít thở không thông. Bù! Roi tử diễm lôi hoàng biến thành nguyên hình, ngựa huyết long cầm roi từ từ đáp xuống trên vai Lâm Nhất, ánh mắt nghiêm túc, không dám khinh thường. Kết thúc rồi sao? Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi thất thường, ánh mắt chợt lóe. Trong tình huống tự phụ không dùng roi tử diễm lôi hoàng, Lâm Nhất hoàn toàn không có cơ hội thắng nữ tử áo tím cảnh giới thiên phách tầng 4 bí ẩn này. Thậm chí ngay cả bỏ chạy cũng khó mà làm được, cho dù sử dụng đại sát khí này cũng phải đánh nhanh thắng nhanh, không cho nàng ta bất kỳ cơ hội nào. Nếu không, một khi đối phương định thần lại, hắn nhất định sẽ chết. Chênh lệch về tu vi cảnh giới lớn tới mức quyết định cấp bậc, bất cứ thủ đoạn nào cũng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Thình thịch. Tiếng bước chân vang lên giữa màn mưa bụi, ánh sáng tím nhìn thấy lúc đầu lại vặn vẹo hợp thành với nhau. Nữ tử áo tím chậm rãi hiện thân, mặt hơi tái nhợt, nhìn Lâm Nhất cười bảo tiểu đệ đệ không lãng mạn chút nào, thật tàn nhẫn. Vẻ kinh ngạc chợt thoáng qua trong đôi mắt hoa đào long lanh như nước mùa thu của nàng ta, hình như roi trong tay hắn là đạo binh tuyệt phẩm thời thượng cổ. Nếu không phải do tu vi của đối phương quá thấp, không thể phát huy hết uy lực của nó, chỉ dựa vào cây roi này nàng ta không thể đánh bại hắn. Còn nhát kiếm kia nữa. Quả thật hơi đáng sợ, thiếu niên này khiến người ta phải nhìn với con mắt khác, thật khó tin. Có lẽ hắn sẽ là một con hắc mã trên con đường thông thiên và cuộc tranh tài vạn giới sau cùng. Chưa chết. Sắc mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc, căng thẳng hơn bao giờ hết, Trảm Thiên Tam kiếm chưa từng thất bại kể từ khi hắn tu luyện thành công đến nay. Sát chiêu này ở trong tay Lâm Nhất càng đánh càng mạnh, mỗi lần giết một người cũng sẽ gia tăng độ tự tin không thể tưởng tượng nổi. Sự tự tin này sẽ quay ngược trở lại Trảm Thiên Tam kiếm và làm cho uy lực của nó trở nên mạnh hơn, tạo thành một vòng tuần hoàn hướng chính. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thất bại, không giết chết được đối phương mà cũng không chém rách đạo giáp của đối phương. Rắc rắc. Sự tự tin dần tan vỡ trong vô hình, trái tim hướng kiếm gần như vô địch của Lâm Nhất đang xuất hiện vết nứt. Tình huống này xảy ra không theo ý muốn của Lâm Nhất, không phải hắn có thể khống chế. Chỉ có thể bù đắp về sau, nếu không bù đắp được thì uy lực của Trảm Thiên Tam kiếm chắc chắn sẽ yếu đi rất nhiều. Đợi đến khi bụi bặm tản đi, Lâm Nhất mới nhìn thấy rõ nữ tử áo tím, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt. Cô đã bị thương từ trước. Lâm Nhất nhìn đối phương, đột nhiên lên tiếng. Nữ tử áo tím không để bụng cười ha ha, tỉ tỉ bị cô nàng tình nhân của ngươi đánh trọng thương, không ngờ tiểu tử nhà ngươi cũng không biết ý. Làm tỷ tỷ đau lòng thật đấy. Nhát kiếm này của ngươi đã khiến trái tim tỷ tỷ suýt nhảy ra ngoài. Lúc nói nàng ta xoa ngực, điệu bộ trông rất quyến rũ. Quả nhiên nàng ta có thủ oán với Nguyệt Phi Phi. Lâm Nhất lập tức sầm mặt, lạnh lùng cảnh cáo ta khuyên cô tốt nhất đừng nên gây sự với Nguyệt Phi Phi. Nếu cô làm nàng ấy bị thương dù chỉ một sợi tóc, ta thề cô nhất định sẽ hối hận. Hi hi, tiểu đệ đệ đừng hung thế. Làm tỷ tỷ sợ cũng không tốt đâu. Nữ tử áo tím cười duyên, ngươi nên ngoan ngoãn đi theo ta, ngươi đẹp trai như thế, tỷ tỷ bảo đảm sẽ không hại ngươi. Rõ ràng lời nàng ta nói rất bá đạo và vô lý, nhưng dáng điệu của nàng ta quả thật khiến người ta khó tức giận nổi. Lâm Nhất thay đổi sắc mặt, đột nhiên cười, cô có thể đi theo ta. Nữ tử áo tím ngẩn ra, lập tức hiểu ý của Lâm Nhất. Bèn cười bảo, xem ra ngươi và tiểu yêu tinh kia tâm đầu ý hợp thật. Nhưng dù tỷ tỷ có đi theo ngươi, sợ rằng cô nàng tình nhân của ngươi cũng khó bảo vệ được mình,
người đuổi giết nàng ta rất nhiều, huống hồ. Nàng ta nhìn Lâm Nhất với vẻ quyến rũ, huống hồ tỷ tỷ đi theo ngươi, ngươi có chịu nổi không? Quyến rũ như thế Lâm Nhất cũng không chịu nổi, hắn chỉ có thể vờ như không thấy, cười đáp, vậy thì ta xin phép cáo từ. Lúc hắn nói lời này, ngựa huyết long trên vai hắn đột nhiên vung roi tử diễm lôi hoàng. Ầm. Một con dao long huyết sắc quấn chặt đối phương, nàng ta thay đổi sắc mặt, đến khi phản ứng lại thì chợt phát hiện con mèo rồng trên vai đối phương đã phóng thích uy lực của món đạo binh tuyệt phẩm kia quanh mình. Trong nháy mắt, nàng ta bị hư ảnh dao long bay ra từ roi tử diễm lôi hoàng quấn quanh người, không gian xung quanh như bị giam cầm trong phút chốc. Sau này chúng ta còn gặp lại, nhưng hãy ghi nhớ lời ta nói, đừng làm Nguyệt Phi Phi bị thương dù chỉ một sợi tóc, Lâm Mỗ không muốn làm tổn thương cô. Sau đó cơ thể ngựa huyết long to lên, chớp mắt đã biến thành hình dạng chiến mã thượng cổ, dương cao đôi cánh rồng. Nữ nhân này quá khó đối phó, Lâm Nhất nhảy lên lưng ngựa, không dám tiếp tục ở lại lâu. Một người một ngựa bay thẳng lên trời. Răng rắc. Ngay khi Lâm Nhất vừa đi, nữ tử áo tím bị dao long huyết sắc trói chặt dùng trường thương tử diễm trong tay mình chém nát dao long. Nhưng khi nàng ta ngẩng đầu lên, ngựa huyết long đã chở Lâm Nhất bay đi xa và biến thành một dấu chấm nhỏ ở phía chân trời. Mặc dù cao thủ thiên phách có thể bay, nhưng bay lâu sẽ rất tốn chân nguyên, nếu không phải trường hợp chạy trốn thì không ai chọn cách bay cả. Nữ tử áo tím có lai lịch bất phàm, nàng ta cũng có năng lực đuổi theo, nhưng một lát sau vẫn không nhúc nhích. Chạy cũng nhanh đấy. Nụ cười trên mặt nữ tử áo tím đã biến mất như thể dáng vẻ quyến rũ vừa rồi chỉ là cảnh trong mơ. Vèo, vèo. Cùng lúc đó, hai bóng người lặng lẽ chạy tới từ hướng thành Viêm Vân, khí thế của họ mạnh đến mức khiến trăm cây cúi người, dường như ngay cả núi cũng phải khép mình, phong thái ấy như vương giả ngự trị thiên hạ, cực kỳ đáng sợ. Nếu có người của thành Viêm Vân ở đây chắc chắn sẽ nhận ra hai người này. Đây là Tần Lâm và Quân Mộng Trần của thất đại cự đầu ở khu vực Thương Long, là hai trong bảy người đứng đầu bảng Thương Long, ai cũng có thực lực vô cùng đáng sợ. Không chỉ khu vực Thương Long, hầu hết yêu nghiệt ở những khu vực khác cũng từng nghe nói. Có vẻ như nữ tử áo tím đã biết, nàng ta chậm rãi xoay người lại, bình tĩnh nhìn về phía hai người. Ha ha, sao Tuyết Mỹ Nhân tiếng tăm lừng lẫy của khu Chu Tước lại có thời gian đến khu vực Thương Long của chúng ta thế? Đúng là khách quý khó gặp, Quân Mộng Trần trong bộ đồ trắng như tiên dáng trần nhìn nữ tử áo tím, cười khẽ nói. Chẳng qua nụ cười của hắn ta đầy cảnh giác, còn hàm chứa đôi chút thù địch không thể che giấu, có chút cảm giác chất vấn. Tần Lâm cũng có vẻ đề phòng, nữ nhân trước mặt này tên là Bùi Tuyết, có tiếng là ăn người không nhả xương của khu Chu Tước. Nếu bị vẻ bề ngoài của nàng ta mê hoặc thì sẽ không chết mình chết như thế nào, không thể khinh thường. Mỹ nhân thì đẹp đấy, nhưng không phải nam nhân nào cũng có thể chinh phục, ít ai có thể địch lại trình độ đạo hỏa diễm của nàng ta. Tuyết cô nương tới đây vì cấm giới của khu Thương Long chúng ta sao? Tần Lâm hỏi. Vốn dĩ hai người họ đang nấp ở thành Viêm Vân để theo dõi cuộc chiến giữa Lâm Nhất và giới vực huyết cốt, dù sao cuộc chiến với quy mô này cũng khá hiếm thấy ở khu vực Thương Long. Họ rất có hứng thú về Lâm Nhất. Kẻ giết người chỉ cần một nhát kiếm trong truyền thuyết, vốn định đợi hắn đi rồi sẽ chiêu mộ, không ngờ lại phát hiện tung tích của Bùi Tuyết. Tuy Lâm Nhất có tiềm năng vô hạn, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể tạo thành nguy hiểm quá lớn cho hai người, nhưng Bùi Tuyết thì khác. Bùi Tuyết khẽ nhếch môi, ta cũng có hứng thú với Lâm Nhất giống như hai vị đây, có thể ta sẽ tiện đường tới Thương Long cấm giới hoặc cũng có thể là không. Ta khuyên hai vị đừng nghĩ quá nhiều. Người của khu Thương Long các ngươi không thể độc chiếm Thương Long cấm giới đâu, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người của chiến giới tới chia một miếng bánh. Chiến giới. Chiến giới là 10 phương giới vực mạnh nhất trong số các giới vực cấp cao. Họ được gọi là 10 phương chiến giới, 10 chiến giới này có thực lực mà những giới vực khác không thể so sánh. Không giống như các giới vực khác, nhân tài kiệt xuất của 10 phương chiến giới đến Côn Luân khá dễ dàng. Linh khí thiên địa của họ không khác ở Côn Luân là bao, quy tắc thời không về cơ bản cũng giống nhau. Mỗi chiến giới đều có thực lực rất mạnh ở đại thế Côn Luân, tổ tiên toàn những cao thủ tuyệt thế khiến người ta không thể nhìn thẳng.
họ có mối liên hệ với rất nhiều thế lực siêu cấp ở phương đại thế đó. Là chiến giới chỗ cô à, Quân Mộng Trần hỏi. Bùi Tuyết cười bí ẩn, đến lúc đó ngươi sẽ biết, bây giờ ta cần phải đuổi theo yêu tinh rồi. Ánh sáng tím vặn vẹo lại xuất hiện, bóng dáng Bùi Tuyết từ từ biến mất trước mặt hai người. Nữ nhân này nói chuyện không có đầu đuôi gì cả, Tần Lâm khẽ cau mày, người của chiến giới sẽ đến, ngươi nghĩ sao? Quân Mộng Trần bình tĩnh trả lời, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp người của chiến giới ở cuối con đường thông thiên, đối đầu sớm cũng không sao cả. Dù sao chúng ta cũng đã đi được một nửa con đường thông thiên, về sau bốn khu vực chạm mặt sẽ càng thêm khốc liệt hơn. Tần Lâm gật đầu, chẳng qua sắc mặt hơi nặng nề. Con đường thông thiên, cuộc tranh tài vạn giới. Dù họ thuộc thất đại cự đầu của khu vực Thương Long, giới vực của bản thân cũng có thực lực bất phàm thì vẫn cảm thấy áp lực như núi, không dám thả lỏng. Quân Mộng Trần nhìn lướt qua mặt đất tàn tạ, trầm giọng bảo có vẻ như Lâm Nhất đã đánh nhau với nữ nhân này. Có thể chạy thoát khỏi tay nữ nhân này, Lâm Nhất cũng không đơn giản đâu, có lẽ hắn sẽ trở thành một sự khác biệt ở Thương Long cấm giới. Tần Lâm nhìn kiếm ý còn sót lại trong không khí, kiêng dè nói. Quân Mộng Trần rất tán thành, thở dài, đáng tiếc tu vi của hắn quá thấp, nếu không với trình độ kiếm đạo này, đừng nói là khu vực Thương Long, ngay cả con đường thông thiên hắn cũng có thể tung hoành tùy thích. Để xem hắn có sống sót được không, giới vực huyết cốt thì cũng thôi, khà khà, Bùi Tuyết cũng không dễ chịu thiệt đâu. Nếu nàng ta đã coi trọng hắn thì khó nói rồi đây, Tần Lâm cười đầy ẩn ý. Nếu hắn sống sót được, có thể kết bạn với hắn, tiềm năng của hắn cũng vô cùng lớn. Hai người nhanh chóng nói chuyện với nhau, ở con đường thông thiên, chỉ dựa vào một thân một mình sẽ rất khó đi được xa. Đừng nói là đối kháng với người của khu vực khác, chỉ riêng khu vực Thương Long thôi đã vô cùng phức tạp. Dù ngươi có nghịch thiên đến đâu, một thân một mình chắc chắn cũng sẽ có lúc để lộ sơ hở. Nếu Lâm Nhất có đủ thực lực thật sự, họ cũng không ngại chiêu mộ hắn cùng nhau đối đầu với yêu nghiệt của những khu vực khác. Vốn dĩ họ tới đây vì mục đích này, nếu không thì họ đã không cần phải từ xa đến thành Viêm Vân. Chấm chấm chấm. Hai canh giờ sau. Sau khi xác nhận nữ tử áo tím không đuổi theo, Lâm Nhất mới thở phào như chút được gánh nặng. Nữ nhân này thật bí ẩn, không ngờ nàng ta lại tránh được chiêu kiếm thứ hai của Trảm Thiên, nếu không nhờ có roi tử diễm lôi hoàng, mình đã không chạy thoát được. Lâm Nhất nhớ lại trận chiến chớp nhoáng trước đó, chợt cảm thấy lạnh sống lưng, có lẽ thực lực của nữ nhân này còn mạnh hơn Khổng Huyên gấp hai lần. Con đường thông thiên, cuộc tranh tài vạn giới. Tầm nhìn của mình trước kia còn quá thấp, rời khỏi Nhật Diệu chi địa mới được coi là chân chính bước lên con đường tranh đấu. Giết Khổng Huyên mới coi như có tư cách tranh tài với yêu nghiệt mạnh nhất của vạn giới khác ở nơi cuối cùng của con đường thông thiên. Càng về sau sẽ gặp rắc rối càng lớn, bất cần một chút sẽ thịt nát xương tan ngay. Hôm nay coi như hắn đã cho nữ tử áo tím thua thiệt, mặc dù nàng ta tránh được nhát kiếm đó nhưng cũng bị thương không nhẹ, có lẽ lần sau gặp sẽ phiền phức lắm đây. Nhưng đây là những chuyện vặt vãnh. Điều Lâm Nhất lo lắng nhất là tin tức về Nguyệt Vi Vi mà nàng ta nhắc tới. Lúc còn ở huyền hoàng giới hắn đã biết Nguyệt Vi Vi bất chấp hạ thấp tu vi để tìm kiếm thứ gì đó trên con đường thông thiên. Có vẻ như bây giờ nàng ta đã tìm được, nhưng cũng vì vậy mà dây vào rắc rối rất lớn. Vì lo lắng cho ta nên cô mới để lộ tung tích hư. Nghĩ tới lúc hắn và Khổng Huyên đánh nhau, có lẽ Nguyệt Vi Vi đang đứng quan sát từ phía xa. Lâm Nhất nhíu mày thở dài. Hôm nay hắn đã rất sốc, bất luận là đánh nhau với nữ tử áo tím hay rắc rối mà Nguyệt Vi Vi đang dây vào, hắn đều không giúp được gì nên cảm thấy rất bất lực. Con đường thông thiên, cao thủ vô số. Nhưng ngay sau đó lông mày Lâm Nhất giãn ra, nụ cười hiện lên trên môi, hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Để trở thành một người kiếm khách vô địch chân chính thì không được có cảm xúc e sợ. Hành trình ở Nhật Diệu chi địa và việc giết Khổng Huyên ngày hôm nay, hắn đều trải qua rất thuận lợi. Nhưng thật ra Khổng Huyên chỉ xếp hạng 47 trên bảng Thương Long, những người ở Nhật Diệu chi địa còn không thể lọt vào bảng Thương Long. Gặp đôi chút khó khăn đã cảm thấy sợ hãi không phải là tính cách của Lâm Nhất. Cần phải thử kiếm ý đột phá xem sao,
nếu kiếm ý không thể thăng lên cảnh giới thông thiên trước khi Thương Long cấm giới hiện thế thì e rằng sẽ không gặp được nhiều kỳ ngộ. Thương Long cấm giới là mấu chốt để mình có thể vùng dậy chân chính hay không, nếu bỏ lỡ kỳ ngộ này thì có lẽ mình không thể theo kịp những yêu nghiệt đứng đầu bảng Thương Long của giới vực cấp cao kia. Lâm Nhất trầm tư, nhẹ giọng lẩm bẩm. Mặc dù tu vi cảnh giới tiến bộ rất nhanh nhờ luyện hóa đan tinh thần, yêu nghiệt của giới vực cấp cao cũng không theo kịp hắn, nhưng để thăng lên cảnh giới thiên phách tầng 2 thì vẫn cần thời gian, không thể một lần là xong. Chỉ có kiếm ý mới là căn bản chân chính. Lần trước độ kiếp, kiếm ý thông linh đã gần như hoàn hảo, nói là bán bộ thông thiên cũng không đủ, chỉ cách thông thiên chân chính một đường thẳng. Nhưng một đường thẳng cách biệt này lại như con lạch trời. Vượt qua sẽ là kiếm ý thông thiên độc nhất vô nhị của không gian này, dù có mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể là kiếm ý thông linh. Hôm nay giết Khổng Huyên, tái chiến với nữ tử áo tím cũng đã giúp Lâm Nhất nhận ra rất nhiều điều. Đặc biệt là khi đối mặt với nữ tử áo tím, thời khắc sinh tử ép tiềm năng của bản thân bộc lộ, nhát kiếm đó đã là đỉnh cao của Lâm Nhất. Đáng tiếc vẫn không thể giết chết đối phương, chỉ làm đối thủ bị thương. Nếu không nhờ nữ tử áo tím đã bị thương trong tay Nguyệt Phi Vi, có lẽ hắn sẽ rất khó giữ chân được đối phương. Mình đã tích lũy từ rất lâu, đáng lẽ việc thăng cấp lên kiếm ý thông thiên phải thuận lợi mới đúng. Nhưng hôm nay gặp khó khăn từ nữ tử áo tím, có lẽ trái tim hướng kiếm đã xuất hiện kẽ hở. Lâm Nhất rất hiểu bản thân mình, nhát kiếm trước đó không thể giết chết đối phương coi như là lần đầu tiên hắn thất bại kể từ khi tu luyện Trảm Thiên Tam Kiếm. Có lẽ đây cũng là cơ hội thật sự của mình. Rõ ràng trước đó kiếm ý của hắn không thể tiến bộ, khi thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 1 cũng coi như trải qua sinh tử nhưng kiếm ý chỉ mạnh lên một chút, không đột phá một cách suôn sẻ, có lẽ nguyên do là hắn không nhận ra sơ hở của mình. Kiếm ý của hắn đã có thể thăng cấp lên thông thiên từ lâu nhưng lại bị mắc kẹt, bình cảnh vô hình không thể nhìn thấy hy vọng đột phá. Ngay cả kiếp thiên phách cửu tử nhất sinh cũng chưa thể giúp kiếm ý đột phá, tính ra chuyện này cũng hơi lạ. Chuyện bất thường ắt có vấn đề. Bây giờ Lâm Nhất bình tĩnh suy nghĩ lại mới thấy có gì đó kỳ lạ, hắn đi qua đi lại, càng nghĩ thì mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng, vô số ý nghĩ điên cuồng va chạm trong đầu. Một lúc lâu sau Lâm Nhất đã hiểu, mắt hắn sáng rực lên. Ra vậy, Lâm Nhất đứng lại. Vẻ phấn khích hiện lên trên mặt, từ khi mình sáng tạo Trảm Thiên Tam Kiếm cho đến nay, một nhát kiếm giết một người, chưa từng gặp đối thủ, điều này làm cho trái tim hướng kiếm của mình có cảm giác gần như vô địch. Trảm Thiên Tam Kiếm là dưới gầm trời này, một kiếm chảm xuống. Nhưng kiếm ý thông thiên lại muốn chém rách cả gầm trời này chứ không chỉ riêng dưới gầm trời thôi. Trảm Thiên Tam Kiếm của mình càng mạnh, gầm trời mà mình vẽ cho bản thân sẽ càng thêm đáng sợ. Muốn thăng cấp sẽ càng khó khăn hơn. Tự giam chân mình. Bốn từ nảy lên trong đầu Lâm Nhất là tự giam chân mình, hắn đã bước lên một con đường sai lầm, thảo nào mãi không thể thăng cấp kiếm ý thông thiên. Trời có thể phá, có thể nát, chỉ riêng lồng giam do mình vẽ ra là khó chém nhất. Bởi vì bản thân mắc kẹt trong đó nhưng lại không hề hay biết. Nếu hôm nay không bị nữ tử áo tím ngăn cản thì không biết đến ngày tháng năm nào mình mới nhận ra đạo lý này. Như vậy thì mình cần phải cảm ơn nàng ta. Vẻ hưng phấn trong mắt Lâm Nhất càng thêm rõ ràng, lúc này hắn tự tin 100% rằng mình có thể thăng cấp lên kiếm ý thông thiên. Phải công nhận rằng Trảm Thiên Tam Kiếm gặp thất bại trong tay nữ tử áo tím cũng là một kỳ ngộ đối với Lâm Nhất. Không có sự xuất hiện của nàng ta. Có lẽ Lâm Nhất sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí là cả đời cũng sẽ mắc kẹt trong lồng giam của chính mình. Đây là một chuyện khá đáng sợ nhưng cũng là chuyện rất có thể sẽ xảy ra. Đối với người thường, kiếm ý của Lâm Nhất hiện giờ đã đủ nghịch thiên, thậm chí cả con đường thông thiên không ai sánh bằng, rất nhiều người dù mất cả đời cũng chưa chắc có thể đạt được thành tựu này. Nếu Lâm Nhất đâm theo đạo lý này mãi, lồng giam do hắn vẽ sẽ ngày càng kiên cố. Cho dù có một ngày hắn nhận ra thì cũng chưa chắc sẽ có khả năng và dũng khí phá vỡ nó. Bây giờ rất thích hợp, không sớm cũng không muộn, mình cần phải phá vỡ lồng giam này. So với những kiếm khách chưa trải qua điều này, kiếm ý thông thiên của mình nhất định sẽ mạnh lên rất nhiều. Lâm Nhất không do dự nữa.
hắn khoanh chân ngồi xuống dung hợp kiếm ý thông linh và kiếm uy thương long với nhau, sau đó phóng thích hết ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, Lâm Nhất ở nơi yên tĩnh này lĩnh ngộ điểm mấu chốt cuối cùng của kiếm ý thông linh. Hắn đã tích lũy đủ kinh nghiệm, chẳng qua nhầm lẫn đi theo con đường sai trái, bây giờ hắn đã tỉnh ngộ, kiếm ý thăng cấp lên tam phẩm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Theo thời gian trôi qua, kiếm ý quanh người Lâm Nhất biến thành những điểm sáng phủ kín khắp bầu trời. Những điểm sáng kiếm ý ấy tựa như những vì sao sáng giữa bầu trời đêm. Lâm Nhất đứng ở trong đó cảm nhận được chiếc lồng giam mình đang lặng lẽ vỡ vụn, cảm giác này khá kỳ diệu. Cảm giác đó chỉ cảm nhận được chứ không thể diễn tả bằng lời, người ngoài không thấy rõ, nhưng bản thân Lâm Nhất có thể cảm ứng được rõ kiếm ý đang biến đổi theo một cách nào đó. Hắn cảm thấy linh hồn của mình như đang bay ra ngoài theo kiếm ý, phủ kín bầu trời, càng bay càng cao. Ở cuối con đường kia dường như có một cánh cửa lồng giam lúc ẩn lúc hiện. Chỉ cần tiếp tục thế này thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ mở được cánh cửa này, bước ra khỏi lồng giam của mình. Mặt trời mọc rồi lặn, mây tụ rồi tan. Thời gian trôi qua thật nhanh, khi Lâm Nhất ở trong núi lĩnh ngộ, những nhân tài kiệt xuất khác cũng đang tìm kiếm kỳ ngộ ở khắp nơi trên con đường thông thiên để chuẩn bị cho Thương Long cấm giới. Chuyện hắn giết Khổng Huyên lan truyền khắp khu vực Thương Long với tốc độ nhanh như gió. Cái tên công tử táng hoa đến từ huyền hoàng giới như một con hắc mã bỗng dưng xuất hiện trên con đường thông thiên. Bảng Thương Long không có tên của hắn, kiếm trong tay hắn lại vang danh khắp con đường thông thiên. Hắn đã dựa vào thực lực của bản thân để làm cho tên mình nổi tiếng khắp nơi. Các giới vực cấp cao nhắc tới Lâm Nhất là hận nghiến răng, ngày hôm đó hắn không chỉ giết Khổng Huyên mà còn tuyên bố tất cả mọi người đều có thể tranh giành tài nguyên ở con đường thông thiên. Những lời hào hùng ấy đã cổ vũ nhân tài kiệt xuất của giới vực cấp thấp rất nhiều, đến nỗi họ không còn e sợ giới vực cấp cao như trước nữa. Người người đều tranh giành, tại sao ta không thể tranh? Những lời nói ấy hào hùng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Khi Thương Long cấm giới sắp mở làm cho cuộc tranh giành trong cấm khi càng thêm khốc liệt. Ai cũng đang cố gắng hết sức để tìm được kỳ ngộ cho riêng mình trong Thương Long cấm giới, không cầu tỏa sáng rực rỡ, chỉ mong không hối hận, không sợ cái chết. Năm ngày sau, Sơn Cốc yên tĩnh nơi Lâm Nhất đang tu luyện đột nhiên phóng thích kiếm ý thẳng lên trời, bầu trời xuất hiện một lỗ thủng như bức màn sân khấu bị xé rách. Ánh sáng chiếu xuống để lộ một cánh cửa khổng lồ. Bùm! Nhưng khi luồng kiếm ý đáng sợ không thể diễn tả bằng lời này sắp đâm xuyên, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một tia kiếm quang phát ra từ trong cửa. Rõ ràng chiêu thứ hai thanh liên của Trảm Thiên Tam Kiếm, nhưng chiêu kiếm này thi triển từ trong cánh cửa tạo thành dị tượng khoa trương hơn. Cảnh tượng thanh tiêu tại thụ, tử diên hoa khai lơ lửng trên bầu trời. Thần thụ thanh tiêu khổng lồ che khuất nửa bầu trời, cánh hoa tử diên như những ngôi sao tô điểm trong đó, lá rụng thành hồ như dải ngân hà xuất hiện trên trời, đợi đến khi nước chảy hoa bung nở, một thoáng hóa vĩnh hằng, kiếm quang phát ra từ cánh cửa đó đã sáng đến mức Lâm Nhất không thể tưởng tượng. Phụt! Kiếm quang còn chưa chiếu xuống, chỉ với uy thế này đã làm cho Lâm Nhất hộc máu. Tự giam chân mình! Lồng giam Lâm Nhất tự vẽ cho mình chung quy vẫn rất đáng sợ, nếu chiêu kiếm này thật sự đánh xuống thì sẽ đến mức nào? Dưới gầm trời này, một kiếm chạm xuống. Khi chiêu kiếm này nhắm vào kẻ địch là ác mộng của tất cả mọi người, nhưng Lâm Nhất chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nó lại chém bản thân mình, hơn nữa nó còn có uy lực đáng sợ và khoa trương hơn so với bản thân hắn, càng khó đỡ hơn nữa. Rầm rầm. Kiếm ý Lâm Nhất phóng lên trời bị uy thế này đè ép xuống, kiếm ý mênh mông tan vỡ ngay giữa không trung như một ngọn núi hùng vĩ sụp đổ. Lầu cao vạn trượng sụp đổ. Chết tiệt. Lâm Nhất đau đớn khắp người, thất khiếu chảy máu, hai đại khí hải trong cơ thể loáng thoáng có xu thế vỡ nát. Đây là nỗi đau mà đối thủ phải trải qua khi bị thanh liên chém trung ư. Đúng là quả báo mà. Lâm Nhất cảm thấy hơi cay đắng. Nếu không làm được thì hắn sẽ là nhân tài kiệt xuất đầu tiên chết dưới kiếm của mình trên con đường thông thiên. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không biết sẽ trở thành câu chuyện cười thế nào nữa. Nhưng dưới kiếm uy này, quả thật hắn hơi bất lực, khó có thể nảy ra ý muốn ngăn cản.
Chiêu kiếm đánh xuống từ trên trời, dị tượng phủ kín bầu trời đêm này khiến Lâm Nhất cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mình, sắp chết rồi sao? Không đúng, không đúng. Lâm Nhất suy nghĩ nhanh như điện, điên cuồng tìm đối sách, bất kỳ tuyệt cảnh nào cũng có một con đường sống, huống hồ lồng giam này do chính bản thân hắn tạo ra. Sơ hở. Đúng vậy, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Lâm Nhất, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra con đường sống này nằm ở đâu. Đó là sơ hở. Khi đối đầu với nữ tử áo tím, chiêu thứ hai của Trảm Thiên Tam Kiếm không thể giết đối phương xuất hiện sơ hở khá rõ rệt. Chỉ cần có sơ hở, dù uy lực của chiêu kiếm này kinh khủng như thế nào cũng sẽ có cơ hội phá giải. Lâm Nhất mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nhát kiếm đang chém xuống. Kiếm quang dần phóng đại trong mắt hắn, khi nó sắp che khuất tầm nhìn và nổ tung đầu hắn. Tìm thấy rồi. Rõ ràng dị tượng lá rụng thành sen trở nên không hoàn hảo, trên hoa sen có rất nhiều chỗ bị nứt và phủ đầy vết bẩn. Phá! Lâm Nhất hét lên, kiếm ý bị đè xuống tập trung lại trong tuyệt cảnh này, sau đó đánh về phía sơ hở kia với khí thế dục hỏa trùng sinh một cách đầy khí phách, liều cả mạng sống của mình. Rắc, 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 rắc. Trên bầu trời đêm, hoa sen từ từ nứt ra rồi nổ tung, hồ nước cũng sôi trào theo, thần thụ thanh tiêu dần khô héo, những cánh hoa tử diên bay múa giữa không trung, cô đơn lụi tàn. Kiếm ý tập trung lại như thác lũ đâm thủng tia kiếm quang chiếu xuống, mạnh mẽ chui vào trong cánh cửa khổng lồ trên trời. Khi cánh cửa bị xuyên qua, vô số chùm sáng từ trên trời chiếu xuống khắp mọi nơi, bao trùm lên người Lâm Nhất. Ầm. Lâm Nhất trong bộ đồ xanh lập tức tỏa sáng, mái tóc dài tung bay, áo xanh giản dị, đôi mắt sâu thẳm, giờ phút này tất cả đều tỏa ánh hào quang như tiên. Ánh sáng kia không quá chói mắt, chiếu vào người Lâm Nhất làm hắn trông như kiếm tiên, một thân một mình, không ai sánh bằng. Lâm Nhất nhanh chóng nhắm mắt lại, cẩn thận lĩnh ngộ sự ảo diệu này. Dị tượng này kéo dài suốt nửa canh giờ, lỗ thủng trên trời mới từ từ khép lại, ánh sáng tan biến, màn đêm lại buông xuống. Vèo. Hồi lâu sau, Lâm Nhất mở mắt ra, đôi mắt đen của hắn sâu thẳm như bầu trời xa xăm, tỏa ánh sáng ngời ngời như hai tia sáng có thực thể lấp lánh trong bóng đêm, độ sắc bén của tia sáng ấy dường như có thể đâm xuyên qua hư không. Dù không cần ra tay, chỉ cần ánh mắt này nhìn lướt qua cũng đủ khiến người ta ngạt thở. Quá xuất sắc. Đây là kiếm ý thông thiên ư? Lâm Nhất mừng rỡ, sau khi tia sáng bắn ra từ trong mắt tan biến, thay vào đó là sự phấn khích tràn trề. Hắn cảm nhận được đây chưa phải là kiếm ý thông thiên chân chính, tuy kiếm ý đã vượt qua thông linh nhưng lại có vẻ như chưa thông thiên. Hắn mơ hồ cảm thấy kiếm ý xuyên qua cánh cửa kia của mình vẫn chưa biến mất, nó như ngôi sao hòa mình vào bầu trời. Mở! Lâm Nhất hét lớn lên, kiếm ý sâu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn bùng lên như ngọn lửa. Rắc! Trên trời có một cánh cửa mở ra ầm ầm, một ngôi sao ngưng tụ từ kiếm ý rơi xuống, hóa thành thương long bay đi. Kiếm ý dung hợp với bầu trời, phong lôi gầm thét, tiếng rồng ngâm vang vọng bốn phía, sấm chớp lập lòe. Đợi đến khi con thương long kia bay vào người Lâm Nhất, kiếm ý vốn đã kinh khủng trên người hắn lại bùng lên. Ở trong không gian này, hắn như hóa thân thành bầu trời, giơ tay lên bầu trời dâng lên, hạ tay xuống bầu trời cũng hạ xuống, cứ thế nhấp nhô, long trời lở đất. Ầm ầm. Trong nháy mắt, khi hắn giơ tay lên, hơn 10 ngọn núi đều sụp đổ và bị mặt đất chôn vùi. Đáng sợ thế ư? Lâm Nhất há to miệng, cảm thấy không thể tin được. Quá kinh khủng, sự đáng sợ của kiếm ý thông thiên vượt xa dự liệu của hắn, thậm chí chính hắn cũng nổi da gà, toàn thân run rẩy, cảm thấy nếu kiếm ý này tự động nổ tung thì e rằng hắn sẽ không thể chịu đựng quá lâu. Trên thực tế đúng như vậy, với cảnh giới của hắn hiện giờ, đáng lý ra nắm giữ kiếm ý thông linh tiểu thành đã vô cùng nghịch thiên. Ở thế giới tên là Đại Thế Côn Luân kia, ngay cả tinh quân cũng khó có thể kiểm soát được kiếm ý thông thiên. Những người dưới tinh quân đã nắm giữ kiếm ý thông thiên không thể miêu tả bằng hai từ yêu nghiệt, có lẽ vạn năm cũng khó gặp được một người. Khi Lâm Nhất đang ngạc nhiên trước sự đáng sợ của kiếm ý thông thiên, một tiếng xiềng xích gãy vang lên từ sâu trong cơ thể, hắn khẽ biến sắc, lại có hung hồn thức tỉnh ư.
răng rắc. Cùng lúc đó, khi xiềng xích trong cơ thể đứt gãy, thanh đoạn kiếm ở sâu trong cơ thể hắn lại rút ra một phần, kiếm quang lập lòe chiếu sáng cả không gian thần bí này. Cũng chính lúc này, Lâm Nhất nhìn thấy rõ hình dạng của thanh kiếm này, đồng thời cũng nhìn thấy con hung hồn vừa thức tỉnh. Hắn không kìm được thay đổi sắc mặt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Côn bằng. Lâm Nhất có mơ cũng không ngờ tới khi xiềng xích vỡ vụn thì hung hồn thì thứ tư lại là côn bằng trong truyền thuyết. Trước đó, hắn đã thức tỉnh ba hung hồn là Trúc Long, Cùng Kỳ và Đằng Xà. Giờ lại có thêm một hung hồn là côn bằng, xét lại thì con sau còn lớn và khủng bố hơn con trước, thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Anh Tài bình thường dù chỉ thức tỉnh một hung hồn cũng đã khá giỏi rồi. Nhưng Lâm Nhất lại thức tỉnh liền tù tì bốn hung hồn. Điều này khiến chính hắn cũng cảm thấy hơi sợ, không thể hiểu nổi logic trong đó. Tuy không phải cứ càng nhiều võ hồn thì càng mạnh, nhưng hung hồn thái cổ đạt tới một số lượng nhiều như vậy chẳng khác nào cải trắng, làm Lâm Nhất hơi lo lắng. Càng khiến hắn cảm thấy sợ hãi là những hung hồn kia hình như đều phụ thuộc vào thanh đoạn kiếm thần bí còn chưa rút ra khỏi vỏ kia. Lâm Nhất có một dự cảm mãnh liệt là toàn bộ hung hồn cũng không phải võ hồn chân chính của mình. Mà thanh đoạn kiếm kia mới là. Ban nãy, khi ánh sáng lóe lên, ngoài thấy rõ hình dáng võ hồn là côn bằng ra, Lâm Nhất còn thấy thanh kiếm kia, mà nó đã rút ra được một phần tư. Thân kiếm đen thui như mực, khắc hoa văn thần bí ảo diệu, bên trong như chứa đựng một sức mạnh hủy diệt đất trời. Có một cảm giác dồn nén khó có thể hình dung tỏa ra từ trên thân kiếm, chỉ liếc một cái thôi mà đầu óc như bị hút vào, muốn quỳ lạy vâng lệnh nó. Thần kiếm có một loại uy áp trời sinh khó lường ấy, một khi xuất hiện thì chắc chắn sẽ kèm theo một kiếp nạn động trời. Trong lòng Lâm Nhất có một suy đoán, cái gọi là bát đại hung hồn thực tế đều là kiếm hồn của thanh kiếm kia. Có người từng giết chết Cùng Kỳ, Đằng Xà, Côn Bằng và vô số mãnh thú thái cổ thật sự. Sau đó, dùng máu và hồn phách của chúng luyện hóa ra một thanh kiếm. Nếu võ hồn của mình là thanh kiếm kia thật thì đã có thể giải thích tại sao trình độ kiếm đạo của mình lại biến thái như thế. Lâm Nhất phê cằm rồi như nghĩ đến gì đó, trong mắt lập lòe vẻ thâm thúy. Trên con đường thông thiên có thể tùy tiện gặp được cao thủ, nhưng đa số đối thủ của Lâm Nhất còn chưa kịp gọi võ hồn ra đã bị hắn một kiếm giết chết. Võ hồn là mệnh hồn trong ba hồn bảy vía, người có thiên hồn và địa hồn. Ngoài hai hồn đó ra, còn có mệnh hồn lớn lên theo mình. Một khi võ hồn bị đánh nát thì ba hồn bảy vía cũng thiếu mất một hồn. Người nếu như cái xác không hồn thì đương nhiên cũng chết. Không đến mức bất đắc dĩ thì chẳng ai sẽ gọi võ hồn ra, bị dồn đến đường cùng của đường cùng mới bắt buộc gọi nó ra. Nghe nói, đến cảnh giới tinh quân thì võ hồn có một tác dụng tuyệt vời. Nó sẽ tồn tại bởi một hình thức khác nhưng cũng không biết sẽ như thế nào. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất mới hoàn hồn, bình tĩnh lại. Chắc hẳn đại thế được gọi là Côn Luân kia sẽ cực kỳ xuất sắc, dù tinh quân ở trong đó cũng không thể coi như cao thủ. Thế nên, mình nhất định phải tranh thủ thời gian tìm kiếm cơ duyên trên con đường thông thiên này. Nếu không dù đến với đại thế ấy thì cũng chỉ là tầng lớp cấp thấp, chẳng khác gì con kiến. Thương Long cấm khu lần này, mình nhất định phải gặt hái được gì đó. Tốt nhất là tìm được một số truyền thừa mạnh mẽ. Ánh mắt Lâm Nhất lập lóe ánh sáng, cũng chỉ có ở Thương Long cấm khu trở nên mạnh hơn thì hắn mới có tư cách đến giới Nguyệt Vi Vi. Lâm Nhất cũng không hy vọng thấy đối phương gặp rắc rối mà mình lại khoanh tay đứng nhìn. Kiếm ý thông thiên tăng lên đến tam phẩm, phải công nhận rằng là đã khiến Lâm Nhất mạnh lên gấp đôi. Nếu giờ gặp phải cô gái váy tím kia thì dù không dựa vào ngựa huyết long và roi tử diễm lôi hoang thì Lâm Nhất cũng có nắm chắc đánh một trận với đối phương. Nếu muốn thắng thì vẫn chưa biết chắc được. Dù sao cũng là tu vi thiên phách tứ trọng thiên, hắn cũng chưa thấy đối phương dốc hết sức ra tay, thực lực của mình còn phải mạnh hơn nữa mới được. Cần phải tu luyện nhật diệu thần quyền và phải dùng thần dương toái thiên ấn luyện hóa một viên yêu đan vương gia thuộc tính hỏa. Có kiếm ý thông thiên bên mình thì có đánh với yêu thú vương giả thiên phách tam trọng thiên, chắc vẫn có đôi chút phần thắng, nhưng vẫn có sự nguy hiểm vì đa số yêu thú vương giả chính bản thân cũng đã cực kỳ lợi hại. Huyết mạch, có thể sánh bằng yêu nghiệt thiên phách tam trọng thiên trong võ giả loài người. Có điều,
phải nghe ngóng xem ở đâu có yêu thú cấp vương giả thiên phách. Sau khi làm quen với kiếm ý thông thiên, Lâm Nhất bèn rời khỏi nơi này đi sâu vào trong Thương Long Cấm Khu. Thương Long Cấm Khu là vùng trung tâm của khu vực Thương Long, mức độ nguy hiểm của nó không phải bảy tinh diệu chi địa lớn có thể bằng được. Mỗi khi đêm đến, cả cấm khu đều biến thành địa bàn của yêu thú, không có thực lực mạnh mẽ thì chẳng thể một mình đi lại trong đây. Lâm Nhất thì vẫn không sao, thậm chí còn chẳng cần ra tay, riêng ngựa huyết long thôi đã có thể giải quyết hầu hết rắc rối cho hắn rồi. Đôi khi gặp được thú triều, Lâm Nhất cũng lười suy nghĩ, táng hoa ra khỏi vỏ, với sức mạnh vượt qua đạo binh trực tiếp một kiếm giải quyết. Mấy ngày liền, số yêu thú chết dưới tay Lâm Nhất và ngựa long huyết đã nhiều vô số kể. Yêu đan cũng bị ngựa huyết long chiếm lấy. Giờ đây, ngựa huyết long cũng đã khác xưa. Sau khi đột phá thiên phách nhất trọng thiên, sức mạnh của thái cổ ma viên quyết mà Nguyệt Vi Vi để lại cho nó cũng càng lộ rõ. Chỉ xét riêng thực lực thì có rất nhiều anh tài trong thiên phách tam trọng thiên cũng chưa chắc bắt được nó. Nếu sử dụng lưỡi dao ảo và roi huyết mãng thì thực lực của ngựa huyết long sẽ còn mạnh hơn gấp mấy lần. Nếu Lâm Nhất đưa roi tử diễm lôi hoàng cho nó thì e rằng chính hắn cũng cảm thấy hơi kiêng kỵ. Khí huyết của ngựa huyết long thật sự là quá nhiều. Roi tử diễm lôi hoàng ở trong tay nó còn đáng sợ hơn nhiều khi ở trong tay Lâm Nhất. Thoáng chốc lại trôi qua 3 ngày, trên đường đều không gặp được bất cứ tòa thành nào. Nó ít nhiều cũng khiến Lâm Nhất có chút bất đắc dĩ, muốn biết được thông tin về yêu thú vương giả thì đương nhiên phải đến nơi có võ giả loài người tụ tập mới biết được. Dù cho đến thành rồi thì e rằng cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Vì trước mắt, hầu như toàn bộ Thương Long Cấm Khu đều biết đến hắn. Ân oán giữa Lâm Nhất và giới vực huyết cốt vẫn chưa giải quyết xong, đối phương chắc chắn đang lùng bắt hắn khắp nơi. Ngoài ra, trên người hắn còn có 2 đạo binh như Nhật Diệu Chi Linh và Kiếm Táng Hoa nên cũng có rất nhiều kẻ dòm ngó. Một khi hắn xuất hiện thì chắc chắn sẽ xảy ra sóng gió. Lâm Nhất cũng không phải là sợ những rắc rối đó, trước khi Thương Long Cấm Giới xuất hiện thì hắn cũng không muốn lộ ra tung tích của mình rồi đánh nhau với người khác. Cấm giới mở ra chắc chắn sẽ thu hút toàn bộ cao thủ đứng đầu trong khu vực Thương Long, thậm chí những yêu nghiệt của khu vực khác cũng có thể đến đây. Cứ điệu thấp trước một tí, chung quy sẽ không sai. Cứ đi trước đã, tòa thành gần nhất cũng phải mất 2 ngày mới đến, tới lúc đó rồi tính tiếp. Lâm Nhất lấy bản đồ ra quan sát một lượt rồi tiếp tục lên đường. 2 ngày sau, Lâm Nhất đứng trên một sườn núi. Phía trước có một tòa thành trông khá là hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Nhất. Đây cũng coi như là một tòa thành đầy đủ quy mô và nó to hơn gấp 10 lần so với thành Viêm Vân mà mọi người cho rằng là điểm dừng chân trước đó. Thương Long Cấm Giới sắp xuất hiện nên võ giả ở khắp các giới vực đều đang điên cuồng tìm kiếm vị trí của nó. Trong thành này chắc sẽ tụ tập rất nhiều giới vực, muốn nghe ngóng nơi nào có yêu thú vương giả thì chắc cũng không khó. Điều rắc rối duy nhất đó là phải đóng giả như thế nào để vào thành. Tuy đeo mặt nạ, nhưng hộp kiếm trên lưng cũng sẽ khiến cho rất nhiều người suy nghĩ sâu xa. Ngay khi Lâm Nhất như nảy ra ý gì đó, dưới sườn núi vừa hay có 2 người đi ngang qua. Nơi này xem như một trong những con đường chính tiến vào thành nên có rất nhiều võ giả đi lại. Lâm Nhất thấy 2 người đó thì sửng sốt, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, khẽ nói, đây đúng là duyên phận. Quả thật duyên số. 2 người kia chính là Tiên Vân Chân và Trần Khung, cũng là anh tài của giới vực cấp cao đầu tiên bị Lâm Nhất cướp sạch của cải. Lúc trước, trong di tích thành Hỏa Vũ, hắn đã khiến 2 người họ trở thành trò cười trong giới vực cấp cao. Có điều chẳng bao lâu sau, đã không còn ai giễu cợt 2 người họ nữa. Dù sao, đám Phong Vô Kỵ cũng bị Lâm Nhất một kiếm giết chết. Đến giờ, ngay cả Khổng Huyên xếp thứ 47 trên bảng Thương Long cũng chết dưới một kiếm của hắn. 2 người họ còn không được coi là hòn đá kê chân, đã sớm bị mọi người lãng quên. Họ cũng giống như Lâm Nhất, từ thành Viêm Vân chạy đến đây. Cái hôm Lâm Nhất và Khổng Huyên đánh một trận trời long đất lở trên tường thành, 2 người cũng có mặt trong đám đông, có thể nói là trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không thôi. Vốn tưởng, chưa biết chừng Lâm Nhất sẽ chết trong tay Khổng Huyên, ai ngờ lại thấy được sự vùng lên của hắn.
nhớ đến lúc đầu đánh nhau với Lâm Nhất còn có thể miễn cưỡng so chiêu với đối phương, nhưng giờ hắn cũng đã bỏ xa hai người họ mấy con phố. Mỗi khi nhớ đến thì hai người đều cảm thán không thôi, hơn nữa còn khá là nhất trí cho rằng chắc chắn là do kỳ ngộ trong lầu bảo tàng kia mới làm cho Lâm Nhất mạnh lên. Đều tại con Long Miêu kia. Trần Khung nghiến răng nghiến lợi nói, đến cả cọng lông cũng không trừ lại cho chúng ta. Nếu để lại gì đó thì chúng ta cũng không trở nên chật vật như giờ. Nhắc lại chuyện cũ, Tiên Vân Trần cũng tiếc nuối không thôi, nếu lúc trước càng quyết đoán một chút thì có lẽ kỳ ngộ trong lầu bảo tàng chính là của chúng ta rồi. Hiện nay, tên tuổi nổi tiếng khắp Thương Long cấm khu cũng là hai ta, không liên quan gì đến Lâm Nhất rồi. Thiên nhiên hỏa và đan tinh thần đúng là điều quan trọng nhất có thể khiến thực lực của Lâm Nhất tăng vọt trong một thời gian ngắn. Nhưng hai người này lại hơi bị mơ mộng, dù hai người họ lấy được kỳ ngộ ấy trước thì ra khỏi lầu bảo tàng vẫn sẽ thua trong tay Lâm Nhất. Kết quả vẫn sẽ làm áo cưới cho Lâm Nhất, cũng không có gì mà tiếc, thực lực chẳng bằng người ta thôi. Hai vị, lâu rồi không gặp. Ngay khi hai người đang nói chuyện với nhau thì bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tiên Vân Trần và Trần Khung lập tức sửng sốt, xoay người nhìn lại bỗng thấy Lâm Nhất không biết khi nào thì xuất hiện trên cây cổ thụ ven đường. Lâm Nhất! Hai người thấy Lâm Nhất thì lập tức hoảng sợ, trong mắt kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên là không đoán được sẽ gặp phải đối phương vào lúc này. Đi theo ta, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Lâm Nhất cũng mặc kệ hai người kia có tới hay không, xoay người bước vào sâu trong rừng. Sắc mặt của Tiên Vân Trần và Trần Khung đều không ngừng thay đổi, có hơi chần chờ. Tên kia định làm cái quỷ gì? Đi xem một chút đi, nếu hắn muốn giết chúng ta thật thì hai ta đã chết lâu rồi. Hai người nhớ đến thực lực khủng bố của Lâm Nhất bèn dùng mình một cái. Giờ phút này, đối phương muốn cướp đồ của mình thì chắc cũng chướng mắt. Cả do dự một lát, suy cho cùng vẫn không thể nhịn nổi tò mò đi theo sau. Lâm Nhất thấy Tiên Vân Trần và Trần Khung theo sau bèn đi thẳng vào vấn đề nói mục đích của mình cho họ. Hắn muốn hai người hỏi thăm tin tức về yêu thú vương giả giúp mình. Người cũng thông minh, biết Thương Long cấm giới sắp xuất hiện nên sẽ có rất nhiều người chú ý đến mình. Tiên Vân Trần nhìn Lâm Nhất trước mặt, trầm giọng nói. Cho ta một phần tin tức về Thương Long cấm giới và cũng tìm hiểu xem trên bảng thương có bao nhiêu đầu sỏ chân chính, Lâm Nhất sờ cằm, nghĩ kỹ lại thì mình đúng là chẳng có bao nhiêu tin tức. Ánh mắt Trần Khung lóe lên, thử hỏi, chúng ta sẽ nhận được gì? Hắn ta quả thật là lấy hết can đảm mới hỏi ra câu đó. Lần này đã khác xưa, đối phương mà không vui thì có lẽ sẽ thuận tay giết chết hai người. Lâm Nhất chỉ cười mà không nói. Không khí trở nên hơi áp lực, Tiên Vân Trần và Trần Khung đều hết sức lo sợ. Đối phương chủ động hỏi thù lao thì chuyện này hơn nửa là được, trông sắc mặt của cả hai thì chắc cũng không có gan để lộ ra tung tích của mình. 10 viên đan tinh thần. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất mới chậm gì gì nói. Không ngờ trong lầu bảo tàng lại có đan tinh thần thật, Tiên Vân Trần và Trần Khung đều vô cùng kinh ngạc. Chẳng mấy chốc. Trên mặt họ đã lộ ra vẻ mừng rỡ, vụ giao dịch này cực kỳ có lời. 10 viên đan tinh thần đổi một vài tin tức không coi như bí mật. Cả hai lập tức đáp, được. Dựa theo giá trị quy đổi thì 10 viên đan tinh thần có thể đổi được 100.000 viên đan tinh nguyên. Nhưng thực tế, đừng nói 100.000 viên, dù là 1 triệu viên đan tinh nguyên cũng không thể đổi được đan tinh thần. Nó hoàn toàn là bảo vật vô giá. Khí tinh nguyên chứa trong đan tinh thần không những cực kỳ tinh khiết, mà sau khi trải qua sự chui rèn của lửa tinh nguyên thì hiệu quả rửa sạch cơ thể của nó là điều mà đan tinh nguyên không thể so sánh được. Ý ta là mỗi người 10 viên, không phải cả hai 10 viên. Lâm Nhất nhàn nhạt nói, tin tức về yêu thú vương giả là quan trọng nhất nên nhất định phải tìm hiểu được. Còn cao thủ trên bảng Thương Long thì hơi chú ý giúp ta, sau đó mới đến tin tức về Thương Long cấm giới. Tiên Vân Trần và Trần Khung ngơ ngác một lát, hiển nhiên không đoán được Lâm Nhất lại chịu chi nhiều như vậy. Tuy ta nên tin tưởng hai vị sẽ không để lộ ra tung tích của mình. Nhưng cảnh cáo thì vẫn phải nói. Trong con người Lâm Nhất chợt lóe lên vẻ sắc lạnh như có như không đảo qua trên người cả hai. Vèo!
Tiên Vân Chân và Trần Khung lập tức cực kỳ hoảng sợ, chỉ cảm thấy cả người như bị kiếm ý đâm xuyên. Chỉ cần đối phương nghĩ một cái thôi thì kiếm ý sẽ hóa thành thực chất, đâm thủng cơ thể của mình, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Một nỗi sợ hãi dần bao phủ trái tim hai người, chỉ cảm thấy toát mồ hôi lạnh, sợ hãi không thôi. Đây là kiếm ý gì vậy? Thật đáng sợ. Sự kinh ngạc và sợ hãi trong lòng họ ập đến trong lòng họ, hoàn toàn không ngờ được rốt cuộc là Lâm Nhất làm thế nào mà có được thủ đoạn cỡ đó. Đi đi, ta sẽ chờ các ngươi ở đây. Cái này là tiền cọc. Lâm Nhất tản vẻ sắc bén trên người đi, lấy 10 viên đan tinh thần từ trong túi trữ vật ra đưa trước cho hai người. Cả hai lập tức thở phào nhẹ nhõm, mãi lâu sau mới giật mình tỉnh lại, bị ngọn lửa màu vàng tươi đẹp bên ngoài của nó lóe mù mắt. Quả thật là đan tinh thần, bảo vật cỡ đó cũng rất hiếm thấy trong Thương Long cấm khu, chỉ nghe nói đến chứ đây vẫn là lần đầu nhìn thấy hàng thật. Có lời đồn bảy kẻ đứng đầu trên bảng Thương Long có thể trở thành nhân vật số 1 số 2 trong Thương Long cấm khu chính là vì có giới vực của mình khai thác một lượng đan tinh thần kha khá. Nhưng giờ đây, với mức độ xa xỉ khi vừa ra tay của Lâm Nhất, Tiên Vân Chân và Trần Khung đều thầm đoán số lượng đan tinh thần mà hắn thu hoạch được chắc chắn là nhiều hơn bất cứ kẻ nào trong 7 người đứng đầu kia rất nhiều. Yên tâm, hai ta chắc chắn sẽ mang tin tức về. Còn chuyện để lộ tung tích. Tiên Vân Chân cười mỉa, có chút nghĩ mà sợ nói, ngay khi ngươi giết chết Khổng Huyên chỉ bằng một kiếm ở thành Viêm Vân thì ta đã không có lá gan đó rồi. Vậy là tốt rồi. Lâm Nhất xoa cằm, khẽ nói. Một lát sau, hai người đã biến mất trong tầm mắt của Lâm Nhất, đi vào trong thành. Từ trước đến nay, Lâm Nhất vẫn luôn cẩn thận nên đương nhiên sẽ không tin tưởng hai người một cách dễ dàng như vậy được. Không sợ việc to tát, chỉ sợ xảy ra điều không may. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngựa Huyết Long, đối phương dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng nhỏ con, lại có đao hư ẩn nên muốn núp thì lại dễ dàng hơn so với Lâm Nhất rất nhiều. Một người một ngựa trải qua biết bao nhiêu lần sống còn, Lâm Nhất vừa nhìn thì nó lập tức hiểu được ý hắn. Vèo. Nó im lặng hóa thành vô số tàn ảnh núp trong tối đuổi theo hai người Trần Khung. Dù sao tìm hiểu tin tức cũng phải tốn chút thời gian, Lâm Nhất cũng không đứng chờ, lấy đan tinh thần ra khoanh chân ngồi xuống đất bắt đầu tu luyện. Có đan tinh thần nên tốc độ tu luyện của Lâm Nhất có thể nói là ngày đi ngàn dặm. Giờ. Hắn đã hoàn toàn củng cố xong chút thành tựu ở Thiên Phách Nhất Trọng Thiên. Ngoài ra, sự thay đổi lớn nhất lại là Thanh Tiêu Kiếm Quyết, nó đã chạm đến cánh cửa tầng 10. Thanh Tiêu Kiếm Quyết có tổng cộng 10 tầng, nếu có thể tu luyện xong 10 tầng thì lấy Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm làm cơ sở để sáng tác Trảm Thiên Tam Kiếm thì sức mạnh của nó chắc chắn sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Trước đó kiếm ý thông thiên đột phá. Một kiếm cực lớn lóe lên trên trời đã khiến cả vòng trời tràn ngập những dị tượng của thần thụ Thanh Tiêu, hoa diễn vĩ nở rộ. Nó đã tạo thành một ảnh hưởng lớn trong lòng Lâm Nhất. Nếu Thanh Tiêu Kiếm Quyết đột phá tầng 10, lại kết hợp với kiếm ý thông thiên thì có lẽ sẽ phát ra được dị tượng kinh người ấy. Khoảng 3 tiếng sau, Lâm Nhất cảm giác được hai luồng khí tức quen thuộc, Trần Khung và Tiên Vân Chân đều đã trở lại. Quả thật là nhanh hơn dự đoán của hắn rất nhiều. Xem ra có vẻ khá thuận lợi. Lâm Nhất ngẩng đầu, cất đan tinh thần vẫn chưa cắn nuốt xong vào túi trữ vật, chậm rãi đứng dậy. Chẳng bao lâu sau, Trần Khung và Tiên Vân Chân đã xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Đã tìm hiểu được rồi. Mấy ngày nay, mọi người trong Thương Long cấm khu đều có người đi thăm dò. Yêu thú cấp vương giả thiên phách lại rất dễ hỏi thăm được, người muốn biết là cảnh giới cụ thể nào. Trầm Khung chậm rãi mở miệng nói. Vèo. Hắn ta vừa nói xong đã có một cái bóng đen bay qua trên đầu mình và Tiên Vân Chân rồi rơi xuống trên vai Lâm Nhất. Hai người nhìn lại thì thấy là con long miêu khắc sâu ấn tượng kia. Tuy sắc mặt họ đều bình tĩnh như không, nhưng trong lòng lại trở nên trầm trọng. May mà trước đó không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ngoan ngoãn đi tìm hiểu tin tức, không thì đã bị con mèo kia biết rồi. Lâm Nhất nhìn như kiêu căng ngông cuồng, nhưng lòng dạ tinh tế tỉ mỉ cũng khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Thiên Phách Tam Trọng Thiên. Lâm Nhất bình tĩnh trả lời đối phương, yêu thú vương giả Thiên Phách Tam Trọng Thiên đã khá là nguy hiểm, nếu là Tứ Trọng Thiên thì với thực lực bây giờ của Lâm Nhất phần thắng quả thật rất xa vời.
trong cảnh giới ngang nhau, yêu thú cấp bá giả đã đủ để đè đầu cưỡi cổ anh tài kiệt xuất, còn yêu thú cấp vương giả gần như là vô địch trong cùng cảnh giới. Kim Ti Ma Viên, hậu duệ của viễn cổ Ma Viên, đã từng ăn một dị quả thuộc tính dương nên huyết mạch đã xảy ra sự thay đổi, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ngươi. Trần Khung bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Tiên Vân Trần bên cạnh bổ sung, có điều, thủ lĩnh của giới vực liệt dương cũng nhìn chúng con Kim Ti Ma Viên kia. Hắn ta còn tập hợp 6 giới vực cấp cao, chuẩn bị bắt tay nhau giết chết nó. Tuy giới vực liệt dương kia yếu hơn giới vực huyết cốt, nhưng thủ lĩnh mặc diễm của họ lại mạnh hơn Khổng Huyên rất nhiều. 6 giới vực cấp cao bị gọi đến cũng không kém, uy thế cực kỳ khủng bố. Nghe nói dương viêm quyết của hắn ta đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, trình độ ở mặt ý chí hỏa diễm cũng khá uyên thâm. Giờ đang cần một viên yêu đan vương giả để đột phá ý chí hỏa diễm lên tam phẩm. Trần Khung nhìn Lâm Nhất, mặt mày nghiêm túc nói, tên kia không dễ chọc. Tu luyện ý chí hỏa diễm tới nhị phẩm viên mãn quả thật là có chỗ hơn người, tiếc là so với kiếm ý của Lâm Nhất thì vẫn chưa đủ xem. Trong vô vàn ý chí võ học, kiếm ý và đao ý là mạnh nhất. Đó là còn chưa nói đến kiếm ý của Lâm Nhất còn dung hợp sự huyền bí của kiếm ý thương long bất diệt. Dù không sử dụng kiếm ý thông thiên, hắn vẫn có thể nắm chắc sẽ đè bẹp đối phương về mặt ý chí võ học. Điều rắc rối duy nhất là tên kia còn tập hợp 6 giới vực cấp cao khác đến giúp đỡ. Tiên Vân Chân tiếp tục nói, hắn ta khác với Khổng Huyên mới bước chân vào thiên phách tam trọng thiên. Mặc Diễm đã có thành tựu trong cảnh giới đó, nghe nói lúc độ kiếp đã sử dụng tới 6 triệu viên đan tinh nguyên, một con số thiên văn. Nếu là trước đây, kẻ địch cỡ đó quả thật khó đối phó. Nhưng giờ Lâm Nhất mới thiên phách nhất trọng thiên đã sử dụng 1.500 viên đan tinh thần, tương đương với 15 triệu viên đan tinh nguyên. Con số kia của đối phương hoàn toàn chẳng có gì đáng sợ hãi ở trước mặt hắn. Được, ta biết rồi. Lâm Nhất cũng không nói gì thêm, tiếp tục hỏi về vị trí cụ thể của con Kim Ti Ma Viên kia và một vài tin tức khác. Hai người đều tỉ mỉ đáp lại, song cũng nhắc nhở Lâm Nhất. Nghe nói thủ lĩnh của giới vực huyết cốt đang bế quan đột phá thiên phách tứ trọng thiên, chuẩn bị đối phó hắn trong thương long cấm giới. Mà thương long cấm giới sẽ mở ra vào 2 tháng sau. Đến lúc đó, những cao thủ đứng đầu thương long cấm khu sẽ tụ tập đến đây, thậm chí mấy kẻ tàn nhẫn của giới vực khác cũng sẽ tới. Có nghe được tin tức gì của Nguyệt Phi Vi không? Lâm Nhất thử hỏi. Tiên Vân Chân và Trần Khung liếc nhau xác nhận thông tin rồi đáp, không có. Lâm Nhất nghe vậy cũng không hỏi nhiều, xem ra rắc rối của Nguyệt Phi Vi dính líu đến một cấp bậc cao hơn. Tiên Vân Chân và Trần Khung vẫn không có tư cách biết đến. Tiên Vân Chân trần chờ một lát mới trầm ngâm nói, có lẽ còn có một tin nữa sẽ khiến người cảm thấy hứng thú, Nguyệt Diệu Chi Linh cũng bị người cướp đi. Nghe nói, người đó cũng đến từ huyền hoàng giới, tên là Vũ Hạo Thiên. Là tên đó. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ kinh ngạc, tên kia chẳng những không chết, còn lấy được Nguyệt Diệu Chi Linh. Vậy cũng có nghĩa giờ thực lực của Vũ Hạo Thiên đã đủ để chống lại yêu nghiệt của giới vực cấp cao. Rốt cuộc hắn ta đã lấy được kỳ ngộ gì? Xem ra, Thương Long cấm giới sắp vui rồi đây. Khỏi phải nói, Vũ Hạo Thiên chắc chắn sẽ đến, thủ lĩnh của giới vực huyết cốt cũng rất có thể sẽ đột phá thiên phách tứ trọng thiên. Chưa biết chừng cô gái váy tím thần bí kia cũng sẽ tới. Còn có 7 kẻ đứng đầu trên bảng thương long, đợi đến khi cấm giới mở ra, không biết sẽ loạn thành cái gì nữa. Tiên Vân Chân và Trần Khung biến sắc, đều toát ra vẻ kinh ngạc. Dù là thủ lĩnh mặc diễm của giới vực liệt dương hay thủ lĩnh giới vực huyết cốt muốn bế quan đột phá thiên phách tứ trọng thiên cũng không thể khiến sắc mặt Lâm Nhất có sự thay đổi. Vũ Hạo Thiên kia không biết là thần thánh nơi nào mà lại có thể làm Lâm Nhất thay đổi sắc mặt như thế. Huyền hoàng giới đúng là có chút khó đoán mà. Những tin tức ấy đều rất quan trọng với ta, tạm biệt. Lâm Nhất thu hồi suy nghĩ, đưa 10 viên đan tinh thần còn lại cho đối phương. Tiên Vân Chân và Trần Khung dõi theo bóng lưng Lâm Nhất bằng ánh mắt phức tạp, cả hai bùi ngùi không thôi. Vân Chân. Người cảm thấy với thực lực của Lâm Nhất hiện tại thì có thể xếp hạng bao nhiêu trên bảng thương long, Trần Khung dò hỏi. Bảng thương long có ngưỡng cửa đấy, thời gian dần trôi, ngưỡng cửa sẽ ngày càng cao, giờ ngưỡng cửa là thiên phách tầng thứ 2.
nhưng Lâm Nhất chỉ mới đạt đến tu vi thiên phách tầng thứ nhất, hiển nhiên không cách nào gia nhập bảng. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, thực lực của hắn lại có thể chém giết Khổng Huyên, kẻ xếp hạng thứ 47 trên bảng Thương Long. Tiên Vân Chân suy tư một lát rồi trầm giọng nói, đủ để đối kháng với người thuộc bảng 30 đấy, cao thủ thiên phách tầng thứ tư không ra mặt thì, e là khó trấn áp được hắn. Chấm chấm chấm. Vị trí của Kim Ti Ma Viên ở cách Lâm Nhất khá xa, cũng may có ngựa huyết long hỗ trợ hắn trong hành trình lần này. Sau khi nó biến thành hình thái long mã thượng cổ, mỗi lần long rực to lớn vỗ mạnh đủ để sánh ngang với khoảng cách chạy mấy nén hương của người khác. Với tốc độ nhanh như tia chớp như vậy, độ khoảng nửa canh giờ sau, Lâm Nhất dừng chân trước một dãy núi chập trùng. Sương mù xám xịt và âm u bao trùm cả dãy núi, trong sương mù ẩn chứa độc tố chí mạng, ngoại trừ người của giới vực cao cấp, có rất ít người dám xông vào khu vực này. Nơi này là dãy núi Hôi Tần ư? Lâm Nhất ngồi trên lưng ngựa huyết long, từ trên cao nhìn xuống, dường như các lối vào đều bị phong tỏa, xem ra Mạc Diễm nhất định phải có được Kim Ti Ma Viên. Tuy nhiên, dãy núi Hôi Tần vô cùng rộng lớn, hắn ta phải tập hợp một lượng lớn nhân thủ để đối phó yêu thú, cho nên muốn phong tỏa hoàn toàn lối vào là việc bất khả thi. Một vài nơi đường xá hiểm trở, yêu thú tung hoành gần như không có người canh giữ. Đi! Thân hình Lâm Nhất nhoáng lên một cái, vững vàng rơi xuống đất, đợi ngựa huyết long trở về hình thái mèo rồi cả hai cùng lẻn vào. Trong mắt đám yêu thú thì một người một ngựa trước mắt cùng lắm chỉ là món khai vị mà thôi. Thình thịch! Sau khi tiến vào dãy núi Hôi Tần thông qua lối đi nhỏ có khá nhiều yêu thú, Lâm Nhất lấy ra một cái mũ rộng vành và đội lên, bóng dáng hắn thoát ẩn thoát hiện trong khu rừng. Trên đường đi có thể tùy ý thấy võ giả của giới vực cao cấp săn giết và dọn dẹp yêu thú ở khu vực bên ngoài. Sau khi giết sạch yêu thú, sẽ có huyền sư của giới vực cao cấp ra mặt và khắc xuống mặt đất linh văn tương đối tối nghĩa. Ngay khi bố trí xong, linh văn dưới chân bọn họ sẽ lập tức liên kết với linh văn ở đằng xa, giữa không trung bỗng xuất hiện linh quang sáng nhạt, rồi biến mất giữa trời đất, khoảnh khắc linh quang lóe lên đã dẫn động đại thế thiên địa rất kinh người. Bố trí linh trận. Lâm Nhất ẩn mình sau ngọn cây đằng xa quan sát, ánh mắt hắn lóe lên tia khác thường, có thể bố trí và khống chế linh trận thì ít nhất phải là huyền sư tứ phẩm rồi. Linh trận không giống với linh đồ đơn giản hơn rất nhiều, dù là linh đồ phẩm cấp cao thì chỉ cần một người vẫn có thể vẽ và thi triển. Nhưng muốn bố trí linh trận lại phức tạp hơn rất nhiều, huyền sư tứ phẩm bình thường chưa chắc có năng lực làm được như thế. Theo như phạm vi này thì e rằng phẩm cấp của linh trận không thấp, lần này, Mạc Diễm triệu tập 6 đại giới vực cao cấp, xem ra nhân tài khá nhiều. Muốn lấy được yêu đan của Kim Ti Ma Viên, e rằng còn phiền toái hơn so với tưởng tượng của Lâm Nhất. Hắn thu hồi ánh mắt, thân hình nhoáng một cái, lẳng lặng tiến đến sau những huyền sư đang bố trí linh trận. Sau khi vượt qua rất nhiều điểm nút cực nhỏ trong dãy núi, Lâm Nhất thầm khiếp sợ. Có vẻ như tạo nghệ của huyền sư chủ trì linh trận khá là cao. Lâm Nhất đã có thể hình dung đại khái linh trận này, đối phương đã khéo léo mượn đại thế của dãy núi Hôi Tần này, hòng đánh Kim Ti Ma Viên một cú trở tay không kịp. Hẳn là đám người Mạc Diễm không cần phải trả giá quá lớn cũng có thể giết chết được con yêu thú cấp vương giả có tu vi thiên phách tầng thứ ba này. Sau nửa canh giờ, Lâm Nhất theo đuôi đám người đi đến một khe núi hoang vu vô cùng rộng lớn. Nơi này chính là khe núi Hội Tần, cũng là lãnh địa của Kim Ti Ma Viên, khắp nơi đều là một vùng hoang vu khô cằn, trong không khí tràn ngập linh khí thuộc tính hỏa cực kỳ táo bạo. Ở rìa khe núi có 200 đến 300 nhân tài kiệt xuất của các đại giới vực tụ tập, không có ngoại lệ, tất cả đều là thiên phách tầng thứ hai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.